Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những người vợ xinh đẹp tuyệt trần của Đấu Đế Tiêu Viêm trong bộ tiểu thuyết tiên hiệp lừng danh Đấu Phá Thương Khung. Với những ai yêu thích các thể loại truyện tiên hiệp, Huyền Huyễn thì bộ truyện Đấu Phá Thương Khung là một bộ truyện không thể bỏ qua. Ở Đấu Phá Thương Khung, trong suốt hành trình tu luyện nguy hiểm và gian khổ của mình, Lúc nào bên cạnh tiêu viêm cũng có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần bầu bạn. Mỗi người mỗi vẻ và tông hộ của mỗi người với tiêu viêm không ai giống ai. Người thì bầu bạn từ thủa còn làm phế vật, người lại là tông chủ của kẻ tử thù. Người khác lại là một đấu tông cường giả ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Vậy làm thế nào mà tất cả bọn họ đều trở thành vợ của tiêu viêm? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! ôi rồi rồi chắc là sắp sửa sắp tới là mc em sủng trên youtube như tiếc là thất nghiệp luôn rồi từ chiều đến giờ mình ngồi định ngồi làm hướng dẫn các bạn làm một cái dạng video dạng review chuyện review phim ấy à, bằng phimora thì có tìm hiểu thêm về cái công cụ chuyển ngữ chuyển ngữ tiếng việt ấy và thấy nó hay quá dã man nhiều giọng hay mà đọc kiểu như giọng thật ấy mình nghe mà không nhận ra À, trước đây mình cũng hay dùng cái chuyển ngữ nhưng mà mình dùng chủ yếu là tiếng Anh thôi cái Amazon Polly để mình làm video hướng dẫn sử dụng ở trên uh, trên YouTube nhưng mà thực ra thì mình thì cũng không thích cái giọng robot lắm tại vì đọc nó không có được biểu cảm lắm ấy mặc dù nếu như mà bạn kiểu trao chuốt rồi là bạn chỉnh sửa các thứ thì nó cũng được À, tuy nhiên là mình vẫn thích đọc giọng thật hơn à, nhưng mà dạo gần đây thì thấy có nhiều các cái dạng uh, video review phim hoặc review truyện ấy người ta chỉ dùng cái giọng uh, kiểu giọng chuyển ngữ nghe là biết rồi giọng robot hoặc là giọng chị google ấy thì rất là nhiều à, thế thì hôm nay mình uh, mình có hướng dẫn các bạn nhé mình sẽ hướng dẫn các bạn dùng cái uh, cái phần uh, cái app này thực ra nó app thì không đúng nhưng mà nó là cái trang web uh, trang web chuyển ngữ uh, tiếng việt này tên là vb nhé thế là mình mới tìm hiểu thôi chứ mình chả chưa phải dùng nhiều thì mình mới đăng ký và dùng thử của người ta và con vớt một số cái đoạn giới thiệu ấy như các bạn vừa xem ở đầu ấy thì thấy nó rất là hay thế mà giá cả thì mình thấy cũng được cũng không phải là đắt lắm à, thế mới hay mà có rất là nhiều giọng nhé ở đây ví dụ là bạn đăng ký ở đây có mấy giọng giọng huế giọng hà nội giọng sài gòn này à, mấy cái giọng này mình đều test rồi cũng ok thế còn rồi họ có cả ngôn ngữ tiếng việt tiếng anh tiếng pháp tiếng hàn này mấy cái thứ tiếng mà tiếng Anh mình thấy nó còn hay hơn là cái thằng Amazon Poly mình dùng trước chứ <laughs> kinh thật đây là cái app là cái website của VB nhé thì nếu như mà cái cái ứng dụng này ấy, thì các bạn muốn tức là bạn muốn dùng ấy thì các bạn có thể đăng ký vào website của người ta mình sẽ đặt ở dưới mô tả với cái cái đường link đến cái website này hoặc không thì lên mạng các bạn tìm VB Việt Nam phần mềm VB đọc tiếng Việt đây này sao bạn kích vào đây VB.vn này đó. À, đây là một của của một cái công ty tiếng Việt. Sau đấy là nó sẽ có cái phần đăng ký thì các bạn sẽ đăng ký bằng tên tức là đăng ký tên, họ, email các thứ của bạn ấy. Đây hồ sơ mình đăng ký rồi. Thế mình mới chỉ đăng ký cái miễn phí thôi chứ mình chưa mua của người ta. Thế còn nếu như mà bạn muốn mua thì đây là có họ có mấy cái gói cước này. Mà mình nghiên cứu qua thì thấy cũng hợp lý. Tại vì không phải là không phải đắt lắm đâu. À, ví dụ ở đây nhé gói tiêu chuẩn họ có 100.000 100.000 một tháng. Ở đây nếu mà bạn trả theo năm bạn được giảm 20% Ví dụ mình tính là trả theo năm nhé Thường thì mình sẽ đăng ký cả năm luôn Một năm các bạn làm Youtube này Mua mà trả các bạn có chỉ mất có 960 000 này. 960 000 một năm này thì Quá là, là là ok luôn Trong đấy là có 3 triệu này 3 triệu 960 000 ký tự Giọng Việt Nam tiêu chuẩn à, tải các cái video tức là tải các à, tải các cái văn bản chữ 5.000 ký tự một lần sử dụng Thực ra mình thấy cái này là là rất là nhiều đấy Tại vì như mình dùng cái Amazon Poly nó cho mình là một triệu ký tự một triệu ký tự trong vòng 12 tháng tức là gói miễn phí của nó ấy. Còn sau đấy là mình sẽ phải trả đâu uh, có mấy đô ấy, mấy đô cho cho mấy triệu ký tự tiếp theo ấy. mà mình thấy dùng cả năm mà hai năm rồi mình còn chưa dùng hết một triệu ký tự nữa những cái video hướng dẫn sử dụng ấy. nếu như mà bạn review chuyện thì tất nhiên là nó sẽ nhiều hơn nhưng mà cũng còn chán đã dùng hết được ba ba bốn triệu ký tự này mà trong khi nó có 960.000 một năm mà bạn bạn làm video một ngày bạn làm khoảng tầm một cái là cùng với một tuần là một tuần là 7 cái mà mỗi cái thì trong mỗi cái video thì bạn nghĩ là mình nghĩ chắc bạn dùng cùng lắm chưa đến 50.000 ký tự mà đấy mà mỗi một lần như thế mà trong khi cả năm hết có 960.000 rẻ luôn xong rồi đấy có cả gói nâng cao Gói nâng cao thì một triệu tư một triệu 440.000 thì trong đây là 7 triệu 8 ký tự và xong rồi có giọng Việt Nam này xong rồi có cả hiệu ứng âm thanh này hiệu ứng kiểu tôi nhanh tôi chậm rồi sao cái hiệu ứng đọc như thế nào ấy 10.000 ký tự một lần sử dụng kinh đây là 5.000 này đây 10.000 này cái còn gói cao cấp này khuyên dùng 200.000 một tháng 2 triệu tư kể cả 2 triệu tư vẫn là rẻ luôn hay dã man ấy thì nếu mà bạn mua thì bạn bạn sẽ kích vào đây mua gói này chắc là mình thử kích vào đây nhé À, mua gói này gói cước đầy đủ chỉ sử dụng giọng tiêu chuẩn động cũ và không có tính năng nâng cao. Nếu mà bạn đến mà đồng ý thì chắc họ sẽ yêu cầu bạn nhập à, các cái thanh toán này, tiến hành thanh toán các thứ, kích vào tiến hành thanh toán Đó, họ bật tên này xuất hóa đơn rồi thanh toán như thế nào này, à, thì mình sẽ phải tiến hành thanh toán. Tuy nhiên là mình à, chưa thanh toán nhé, mình quay trở lại. Ví dụ ở đây tức là mình để hướng dẫn các bạn làm một cái cái thể loại video như này nhé ví dụ như ở trong phim Mora tức là video có một, một cái ảnh này review chuyện mà nếu mà review chuyện hoặc review phim ấy thì bạn sẽ phải có đoạn phim hoặc là các cái ảnh các cái ảnh này sau đấy các bạn cho chạy ở trên màn hình ở đây mình cái cái giọng tức là cái file này là file mv 3 tức là mình download tải từ cái tải từ cái app ứng dụng là chuyển uh, chuyển ngữ ấy. ở dưới này có một mật nhạc nền thế thôi là đã làm ra một cái đoạn intro ngắn ngắn như thế còn tiếp theo thì bạn có thể ví dụ bạn nói về ai chẳng hạn ví dụ ở đây mình nói về các người vợ của tiêu viêm này nhé chuyện này mình đọc mấy lần rồi đọc hai lần rồi xong rồi xem phim thì biết là chuyện này rất là hay nếu mà bạn thích thì các bạn có thể đọc à, ví dụ ở đây nói về người vợ thứ nhất thì mình có thể lấy ảnh của cô này ví dụ cô mỹ đô toa này sau đấy copy cái ảnh này dán vào đây Đó, đúng không dán vào đây để ở đây xong rồi bắt đầu mình kiếm thêm nhiều cái ảnh khác mình để vào đây sau đấy mình đưa cái giọng đọc vào đây để cái nhạc nền này nó dài ra thì rất là đơn giản nên là để làm cái video dạng này trước tiên là bạn tìm mấy cái ảnh này nhé à, có một số bạn hỏi thì anh ơi em em dùng mấy cái ảnh này có sợ vi phạm bản quyền hay không này nọ nhưng mà mình nghĩ là mấy cái ảnh hoạt hình này rồi là những cái ảnh trên Google ấy các bạn tìm xong các bạn đưa vào video dạng video tổng hợp này thì người ta trả thêm bắt các bạn đâu. Mà các bạn có thể lên Google ví dụ à, mình sẽ lên Google nhé à, Google tìm ảnh trước đúng không thì ảnh ví dụ ảnh uh, chuyện này đầu tiên mình sẽ tìm cái cái kiểu tiêu đề của chuyện này chuyện này là tên là chuyện đấu phá thương khung nhé đấu phá uh, thương khung uh, gõ chả cần tiếng việt đâu sao mình nhấn vào image này mình tìm Đó. thì nó sẽ ra rất là nhiều đây ví dụ ví dụ cái ảnh này chẳng hạn này hoặc là các bạn nhớ chọn chú ý các chọn các cái ảnh ngang này ảnh ngang như này này hoặc như này này đây cũng là viêm này ông tiêu viêm này ông này có cái đặc điểm là ông ấy cầm một cái cái kiếm rất là to gọi là cái huyền trọng xích to bản như là kiểu cái như cái cục cục thép ấy ở ngoài đời chắc ông nào mà cầm cái đấy chắc gãy tay chả đánh được luôn nhưng mà ông này đánh kinh cái này nó nặng thì các bạn kích vào kích chuột phải vào cái ảnh các bạn chọn save s thì các bạn đưa tạo một cái folder folder trên máy tính ấy. Thế đây ví dụ các bạn xếp vào nhấn vào xếp thế là được một cái ảnh ví dụ tìm về vợ của người vợ của tiêu viêm vợ thì ví dụ có ông này có mấy vợ ấy. Huân uh, Nhi là vợ, uh, một vợ nhé Huân Nhi tiêu viêm chẳng hạn để các bạn enter các bạn tìm image đấy. Thì nó có nhiều đấy. ví dụ ảnh này chẳng hạn hoặc là nhiều ảnh thì Các bạn lại làm tương tự như thế các bạn kích, uh, kích chuột phải vào Kích chuột phải các bạn chọn save s, đặt tên đi Huân Nhi 2 chẳng hạn Đấy thì cho nó dễ nhớ đúng không Ok Ví dụ sau khi các bạn có cái ảnh rồi uh, đây là một vài cái thôi chứ còn các bạn có thể tìm thêm ảnh Ngoài ra thì các bạn có thể thêm những cái trang ví dụ như trang Pixabay hoặc trang Excel để các bạn lấy những cái ảnh miễn phí về các bạn dùng được hoặc là mấy cái trang kiểu ảnh anime ảnh nếu như làm chuyên về chuyện uh, chuyện tin hiệp các thứ. Sau đó là các bạn uh, đi vào trong Filmora và bạn import vào đây. Ví dụ đây mình đã import vào trong uh, trong cái media này rồi nhé Thì mình có thể xóa mấy cái ảnh này đi này. Uh, mình xóa cái ảnh này đi trước trước tiên mình xóa cái ảnh này đi đúng không uh, xóa luôn cả cái audio với cái nhạc này đi đầu tiên là các bạn sẽ đổi ví dụ bình thường ấy là trong Filmora là các cái cái mặc định của cái ảnh ấy bạn đưa xuống tham nó sẽ là 5 giây nhưng mà khi mà bạn làm review ấy, thì có thể bạn sẽ để để cho mặc định nó khoảng 10 giây hoặc 15 giây gì đấy cho nó dài hơn tí ví dụ mình đổi để đổi cái ảnh mặc định ở trong Filmora mình kích vào file nhé xong mình chọn preference nhé đến phần editing nhé, trong editing này phần photo duration này bạn có thể chọn là 10 hoặc là 15 tùy nhé ví dụ ở đây bình thường nó là 05 tức là nó là nó à, là 5 giây thì bạn đổi nó lên thành 10 đi ví dụ như mình mình đổi là 10 10 cần là 10 giây đấy à, kích vào ok và ngoài ra thì cái phần photo placement này bạn muốn để cho nó kiểu hơi zoom ra zoom vào ấy bạn chuyển nó sang hình pan này zoom nhé cho nó có cái hiệu ứng zoom cho nó đẹp à, các bạn kích vào ok sau đó bạn đưa vào đưa ảnh xuống ví dụ đoạn này là đoạn đoạn đầu này đúng không đoạn đầu này. đó một cái ảnh ảnh đầu là tiêu đề chuyện này thích thì bạn có thể thêm tiêu đề cho nó là tiêu đề chuyện đấu phá thương cung hay là cái gì đấy để thêm tiêu đề thì các bạn kích uh, vào title này các bạn kiếm một cái title và đưa vào đúng không à, dễ mà à, sau đấy đưa mấy ảnh mấy bà vợ xuống ví dụ bà vợ này này Hoan huân nhi này uh, mỹ đỗ toa này xong đấy là vân vận này vân vận là vân chi đấy à, các bạn thêm vào, uh, một ông tiêu viêm này vào nữa thì bây giờ là bạn đã có một cái series ảnh rồi series ảnh như này nhé đây play cho các bạn xem đã có một cái series ảnh à, có cái hiệu ứng zoom rất là đẹp rồi đó, OK, cái này hơi chậm 10 giây mà. Đó. À, ví dụ cái ảnh này hoặc là các cái ảnh khác những ảnh này ví dụ tự nhiên nó zoom cái chỗ này nó hơi nhạy cảm thì các bạn có thể uh, chọn cái ảnh, sau đó bạn uh, chọn cái crop này, uh, chuyển sang cái pan này, zoom, start ở chỗ này thì bạn đổi đi, kích vào cái nút xoát này cho nó đổi đi, đấy, cho nó zoom từ ngoài vào đi, kích uh, vào OK, ở original, bạn để 16 9 đi, kích vào OK uh, thì nó sẽ như này, uh, sửa ảnh, mà. sửa thì dễ mà, đấy. Thì nó sẽ như này trông nó sẽ đẹp hơn đúng không? OK đến Mỹ Đỗ Toàn này đó, này cũng đẹp rồi Vân Chi này rồi cuối cùng là Tiêu Viêm đúng không? À, thì sau khi có các ảnh này rồi ví dụ mình làm một cái đoạn intro thì mình sẽ lên cái chỗ này nhé, cái chỗ công cụ chuyển ngữ này, VB này, à, mình sẽ kích vào là dùng trực tiếp ví dụ mình copy cái này này, cái đoạn này nhá, copy đây là cái đoạn văn bản mình đánh vào thôi, còn nếu như bạn làm một cái review thì các bạn cũng thể đánh vào dư ở đây nhé, mình sẽ xóa nó đi này. Đấy mình tức là mình đã đăng nhập vào cái Vb này rồi nhé, sau đấy mình kích vào dùng trực tiếp, đấy, dùng trực tiếp thì sau đấy ở đây mình có có mấy cái tùy chọn này, một là bạn tải cái cái file lên, ví dụ bạn đánh ra một cái file word, sau đó bạn tải lên ở đây thì cũng được, bạn kích vào đây và bạn chọn một cái file đó ở trên uh, trên máy tính của bạn. Thế còn không, nếu như mà bạn muốn thì bạn có thể đánh trực tiếp vào đây, bạn nhấn Ctrl V nhé, hoặc là bạn type in vào đây cũng được, chỗ nào chấm chỗ nào phẩy thì các bạn tay bình thường. À, ngoài ra bạn có thể chọn các thứ ở đây ví dụ break time tức là cái thời gian nghỉ nghỉ dấu chấm câu các thứ ấy. để một giây hay là gì đấy bình thường cứ để một giây kệ sau đấy là bạn có thể chọn hết để bạn nghe thử ví à, dụ nhá, muốn nghe thử thì bạn nhấn control a tức là bạn chọn hết cái này bôi đen tất cả này sau đó bạn ấn vào đây để nghe thử trước khi nghe thử ấy, thì bạn chọn ngôn ngữ này xong rồi chọn uh, giọng mc ở đây này đấy, giọng mc này đây là cái ông trung kiên này ngoài ra thì còn ngọc huyền duy phương lan trinh linh tinh cả mấy cái này nó có cả giọng huế giọng uh, miền nam giọng hà nội các kiểu uh, rất là hay nó chọn tiếng việt tiếng anh gì đấy ở đây đúng không sau đó chọn tốc độ ví dụ bạn có thể tăng cái tốc độ lên tăng tốc độ lên là một hay là mấy ở đây này đó ví dụ bạn nó đọc nhanh đọc chậm này nhưng thường thì mình sẽ để để một thôi cho nó kiểu như thế này thôi sau đó chọn nhạc nhưng mà không có nhạc thì thôi thế còn bạn thích thêm hiệu ứng các thứ thì bạn chọn vào thôi sau đó là nghe thử giọng này Nghe thử giọng hoặc là nghe thử đoạn văn bản này à, Ví dụ ở đây nhé Bạn muốn là kích vào này chôn An này Sau bạn nhấn vào đây để nghe thử này Sau khi bạn nghe thử OK rồi Thì bạn sẽ nhấn vào đây à, Đoạn chuyển văn bản Ví dụ ở đây mình chuyển mấy cái nhé Ví dụ mình kích vào đây chuyển này ở đấy mình sẽ đợi một tí đó, người ta bảo gửi yêu cầu chuyển văn bản thành công tức là khi mà bạn kích vào gửi gửi yêu cầu chuyển văn bản ấy thì nó sẽ chuyển đến cái server của cái cái vb này sau đấy là nó sẽ chuyển cho bạn nó sẽ lưu ở dưới này đó, 1 2 3 hai cái file này là hai cái file mà mình đã chuyển rồi thế còn bây giờ nó đang chuyển này đã trạng thái này đang chuyển được 83 phần trăm này đó, đang chuyển ở đây tức là mỗi một lúc tương nếu mà văn bản của bạn càng dài càng nhiều ấy thì nó sẽ chuyển mất nhiều thời gian tất cả các phần mềm khác thì nó cũng như thế thôi chứ nó không phải có cái gì mà nó chuyển được ngay đó, chuyển ở đây sau đấy à, ở đây nó ghi là số ký tự bạn chuyển là bao nhiêu này À, sau đấy là cái um, thời gian nhập này giọng đọc là ai này trạng thái thành công này chi tiết các thứ bạn kích vào đây tức là cái này nó nó liên quan đến cái việc mà người ta tính tiền cho bạn ấy khi mà bạn chuyển được bao nhiêu cái bao nhiêu cái ấy, thì sau đấy là nó sẽ tính tiền khi nào bạn hết cô ta tức là hết hạn mức ấy thì người ta yêu cầu bạn gia hạn thêm đấy, sau đó bạn kích vào đây để đọc hoặc là các bạn ấn vào nút này để tải xuống này à, ấn tải xuống mình ấn tải xuống đấy nó tải xuống vào đây tải xuống đây nó sẽ tải về máy tính của mình bây giờ mình chỉ kéo và thả nó vào trong phần mềm edit video thôi ví dụ mình kéo mình thả vào trong Filmora nhé kéo vào đây đó kéo vào đây rồi bây giờ mình kéo này cái giọng này bây giờ mình kéo xuống đây kéo xuống tham ở đó, đó. Bây, giờ bây giờ nó sẽ dài hơn đúng không dài hơn dài hơn cái tham của mình à, dài hơn các cái cái này đúng không Thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh thôi điều chỉnh cái ảnh này rất là đơn giản đó, điều chỉnh cái ảnh điều chỉnh làm sao cho cái đoạn intro này cho nó kiểu hợp lý đây mình sẽ play thử các bạn nghe nhé chào mừng các bạn đã trở lại kênh youtube của mình trong video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu những người vợ xinh đẹp tuyệt trần của đấu đế tiêu viêm trong bộ tiểu thuyết tiên hiệp lừng danh đấu phá thương khung đó video đấu phá thương khung đến đoạn này đúng không đến đoạn này và bạn muốn là kéo cái ảnh này cho nó ra đây này đó, kéo đấy kéo kéo cái ảnh này đến đến đoạn này đi cho đoạn này nó vẫn là là tiêu đề chuyện sau đấy là đến đến đây đến bạn này với những ai yêu thích đó đúng không đến đây là huân nhi chẳng hạn Vân nhi trong Mỹ đô toa này vân vân này mấy cái nhân vật nữ ở trong chuyện các bạn không cần biết cũng được. À, tiếp đó là bạn sẽ chèn cho nó cái nhạc nền. Ví dụ ở đây mình chọn cái nhạc nền là cái này. Mình kéo cái nhạc nền này xuống này đó. À, cắt đoạn này đi, nó chỉ giới thiệu thôi. Đến đoạn này thôi, mình cắt cắt đến đoạn này nhé, cắt nhạc nền đi. À, cắt, ok. Thế Còn ở trong Filmora thì nó có một tính năng gọi là Audio Ducking. Uh, ducking là bạn sẽ chọn một cái giọng nói này để sau bạn cho cái nhạc nền nó bé đi. Ví dụ không thì cái nhạc nền này bạn phải kéo bằng tay thì ở đây mình sẽ chọn audio ducking cho nó mình kích kép vào ký kép vào cái cái giọng đọc cái nhá sau mình chọn audio ducking ở đây này đấy. thế thì sau đấy mình chỉnh mình có thể tùy tùy chỉnh nhé chỉnh lên 60 thì cái nhạc nền nó sẽ bé đi này đấy, đoạn này, này nó sẽ như thế này ví dụ, ví dụ ra một cái đoạn giới thiệu chuyện nó như thế này Xin chào các bạn chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của mình trong video này chúng ta hãy cùng tìm hiểu những người vợ xinh đẹp rất là hay đúng không? đấy là ngoài ra mình còn chưa thêm gọi là thêm hiệu ứng effect của overlay của các kiểu vào vào trong cái video ấy mà trông nó đã là ok rồi. Thực ra thì cái này mình thấy là rất là hữu ích. Nếu như các bạn mà biết tận dụng thì các bạn làm YouTube tại vì thực ra làm YouTube thì các bạn sẽ làm rất là nhiều video. phải kiên trì làm nhiều video hàng ngày các bạn phải làm video ấy. Nếu mà các bạn chỉ việc đánh máy thôi đánh máy thôi mà sau đấy các bạn uh, chuyển đây chuyển cái giọng này thành văn bản này. sau đấy là dùng các cái ảnh nhất các thứ rồi là trên uh, báo chí rồi các kiểu này báo chí rồi copy từ những cái này này bạn tổng hợp tin tức các thứ ấy, thì bạn sẽ làm được rất là nhiều các nội dung trên YouTube luôn nói chung là mình thấy cái cái này rất là hay nếu như các bạn uh, muốn sử dụng thì các bạn có thể uh, xem cái thông tin mình đặt ở dưới phần mô tả các bạn sử dụng à, cuối cùng là các bạn sẽ export ra thôi à, ví dụ cái đoạn này là mình chỉ làm một đoạn giới thiệu thôi sau đấy mình sẽ export và mình để ở cuối video để cho các bạn xem lại nghe lại đấy à, làm từng bước nhé từng bước làm thế nào để làm một cái video review truyện hoặc là review phim à, với giọng robot à, còn nếu bạn nào không không thích giọng robot thì các bạn có thể tự đọc tự đọc thì như này ví dụ, ngoài ra tự đọc thì các bạn để ảnh vào đây à, các bạn tắt nhạc nền định được sau đấy các bạn nhấn vào nút này À, nút uh, record ở voice này để bạn kiếm một cái mic thì bạn tự đọc nhưng mà mình nghĩ là nếu bạn tự đọc thì bạn phải gọi là set up cái phòng viết các thứ cho nó kiểu cách âm nữa chứ còn nếu mà cái cái chuyển ngữ này thì bạn chả cần set phòng gì cả người ta không tức là chỉ chuyển ra ra giọng nói thôi là giọng nói nó không có kiểu không có bị tạp âm ta biết gì hết hay <laughs> ok video hôm nay hơi dài nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể comment bên dưới Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh youtube của mình. Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những người vợ xinh đẹp tuyệt trần của đấu đế tiêu viêm trong bộ tiểu thuyết tiên hiệp lừng danh đấu phá thương khung. Với những ai yêu thích các thể loại truyện tiên hiệp, huyền huyễn thì bộ truyện đấu phá thương khung là một bộ truyện không thể bỏ qua. Ở đấu phá thương khung, trong suốt hành trình tu luyện nguy hiểm và gian khổ của mình, lúc nào bên cạnh tiêu phim cũng có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần bầu bạn mỗi người mỗi vẻ và tâm hộ của mỗi người với tiêu viêm không ai giống ai người thì bầu bạn từ thủa còn làm phế vật người lại là tông chủ của kẻ tử thù người khác lại là một đấu tông cường giả ai ai cũng phải ngưỡng mộ vậy làm thế nào mà tê tất cả bọn họ đều trở thành vợ của tiêu viêm. chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé